Thưa quý vị, thưa các bạn, ông cha ta đã nói một miếng khi đói bằng một gói khi no để nói về sự đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo để họ vươn lên trong cuộc sống là một nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng vàng. Chương trình Câu chuyện xóm làng hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tấm lòng biết sẻ chia này. Tới thăm gia đình bà Vũ Thị Vân, tổ dân phố số 5, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, ai cũng mừng cho bà đã có ngôi nhà khang trang sạch sẽ để ở. Tuy gian nhà chỉ rộng chừng 20 m² nhưng có đầy đủ gian bếp, nhà vệ sinh, ngăn đựng đồ, nơi ngủ và sinh hoạt chung của cả gia đình 5 người, gồm bà Vân, hai vợ chồng anh con trai và hai đứa cháu đang học tiểu học. Chỉ vỏn vẹn như vậy song lại là niềm mơ ước của bà Vân bao nhiêu năm qua. Được ở trong ngôi nhà sạch sẽ khang trang này, bà Vân nghĩ cuộc đời bà như vừa trải qua giấc mơ. Bác tổ trưởng nhân dân lúc nào cũng quan tâm đến, cũng là mưa gió nó cũng đến hỏi là cái nhà bà có việc gì không. Thì kể cả bác Nga cũng vậy, chúng tôi vô cùng, cả bác ở trên phường, tôi vô cùng biết ơn các bác ở đây lãnh đạo rất là tốt mà quan tâm đến dân ở đây. Đấy là bác tổ trưởng nhân dân là cứ cứ mưa gió xong đến hỏi nhà bà có sao không. Đấy nên tôi biết ơn rột nát lắm bác ạ. Phía trước ấy rột nát là cứ hai bà cháu cứ đi học về là hót nước hai bên này này, nó chảy như thác ấy. Thế thì được sự quan tâm của hội phụ nữ tỉnh, các bác cho tiền, thế là các cháu nó cũng vay thêm nữa để nó làm nên. Thế là nói thật tôi lúc nào cũng biết ơn lắm, tôi chỉ biết như vậy thôi, còn thì nói thật không bao giờ tôi quên được ơn. Bởi vì là đang ở cái nhà bác cũng không cảm, tôi nói thật là nó như là cái nồi chợ ấy, là bây giờ được như thế này, cái mưa gió là mình cứ yên tâm ngủ nghe mà cũng không phải hót nước con non gì, cho nên là tôi biết ơn các bác cái năm. Tổ này chúng tôi có tất cả là hơn 200 hội viên phụ nữ, trong đó có gia đình bà Vũ Thị Vân đây cũng là hội viên phụ nữ của tổ dân phố số 5. Đặc biệt là hoàn cảnh của bà rất là khó khăn. Gia đình thì có một nửa gian của khu tập thể Văn Miếu ấy thì dột nát, mà tường thì nứt, khi trời mưa ấy thì bị dột rất nhiều, mà nền nhà nó ẩm thấp, nói chung là rất là khó khăn. Hay là được sự động viên của chi hội phụ nữ này, rồi bác tổ trưởng dân phố, bác trưởng ban công tác mặt trận cũng xuống tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình bà, và cũng động viên bà là có khi có cái hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thì gia đình bà cố gắng xoay sở kiếm cái vốn đối ứng ấy, đi vay mượn anh em họ hàng để có cái vốn đối ứng để kết hợp cùng với lại cái quỹ của mái ấm tình thương đấy để sửa sang lại cái ngôi nhà này. Và khi đã hoàn thiện ngôi nhà rồi thì người ta gọi là an cư với lập nghiệp đấy, thì ngôi nhà mái ấm tình thương đã được hoàn thiện và gia đình bà đã cũng rất là phấn khởi, các con cháu là yên tâm đi làm ăn để được cuộc sống đỡ vất vả hơn. Chia sẻ về những khó khăn và căn nhà dột nát trước kia, bà kể lại đây là căn nhà tập thể bà ở mấy chục năm, nhà cũ ngày càng xuống cấp, cũ nát, mưa thì dột, nắng thì chiếu vào tận giường, nhưng sức già yếu lại chẳng có tiền để sửa chữa, nên cứ trời mưa là trong nhà như ngoài đường, nào là xô chậu mang ra hứng nước, nào là áo mưa chẳng vá để có chỗ kê giường để nằm. Trước hoàn cảnh đáng thương của bà, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây sửa lại ngôi nhà cho bà Vân. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã về rà soát để tới từng những gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là hội phụ nữ nghèo, hội có hoàn cảnh khó khăn, để rà soát, để lập danh sách, để qua đó chúng ta sẽ đề nghị lên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xét hỗ trợ một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về hỗ trợ về xây mái ấm tình thương. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã đề nghị xây sửa mái ấm tình thương đối với bà Vũ Thị Vân ở G5 phòng 3 là cũng hỗ trợ xây 30 triệu. Qua đây cũng là nguồn hỗ trợ của quỹ tự quỹ phụ nữ nghèo của toàn thành phố, và phường Văn Miếu cũng là một trong 4 phường mà được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thành phố hỗ trợ xây mái ấm tình thương. Với số tiền được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của tổ dân phố và chị em phụ nữ của phường Văn Miếu, người thì ngày công tháo dỡ, chuyển vật liệu xây dựng, người thì dọn dẹp bê đồ đạc, người thì quán xuyến trông nom giúp,
nên chỉ sau hơn một tháng, ngôi nhà cũ rột nát đã được sửa chữa, nâng cấp gọn gàng, sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi trời nắng cũng như những lúc mưa gió. Đây là một cái tinh thần để động viên an ủi kịp thời cho bà, để mong là cái ngôi nhà của bà sớm hoàn thiện. Thì năm 2022 thì là ngôi nhà của bà Vũ Thị Vân đã được sự quan tâm và đã hoàn thiện, sửa chữa hoàn chỉnh. Đến hôm nay thì là với tư cách là tổ trưởng phố và phong trào và cũng vận động bà con là đặc biệt là những cái ngày vệ sinh môi trường thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để làm sao ngõ sạch, đường sạch và cả khu dân cư tổ phố đều sạch. Đấy là thể hiện một sự là chúng ta luôn vì môi trường xây đẹp và do thành phố phát động. Còn về với cá nhân bà, tôi mong rằng hôm nay thì là lãnh đạo của tổ cũng đến cùng với phóng viên của đài để đưa tin về sau một năm ngôi nhà của bà đã sửa chữa được rồi, thì mong bà là tư tưởng sẽ yên tâm hơn, bởi vì ngôi nhà đã khang trang thì không phải lo đêm hôm là gió bão nữa. Thì bà mong sao bà sống vui sống khỏe và bà động viên con cháu cùng với gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là các quy định của địa phương. Món quà vật chất và tinh thần từ những tấm lòng của bà con phố xóm, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ với mong muốn khó khăn được sẻ chia, tình thương yêu đùm bọc được vun đắp và lan tỏa để bà Vân cảm thấy ấm lòng hơn. Đồng thời cũng chính sự quan tâm, chia sẻ, động viên này là món quà ý nghĩa đối với cuộc sống còn nhiều khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Vân. Với quyết tâm xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hiện đại, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đồng thời góp phần vì mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, tỉnh Nam Định đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn theo quyết định 46 ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, quyết định số 46 và thông tư số 152 ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, thông tư số 152. Cụ thể, theo quyết định số 46, đối tượng được áp dụng là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Cũng theo quyết định số 46, nguyên tắc hỗ trợ là người học đăng ký tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, được lựa chọn nghề học, cơ sở đào tạo. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo, tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Ngoài ra, mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại quyết định này, nhưng tối đa không quá 3 lần. Bên cạnh đó, theo thông tư số 152, người học được hỗ trợ đào tạo cần đảm bảo một số điều kiện, trong đó tuổi lao động của nữ từ đủ 15 đến 55 tuổi, nam từ đủ 15 đến 60 tuổi, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn. Trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi. Những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp truyền nghề và phải đủ sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học. Đồng thời có phương án tự tạo việc làm sau học nghề đảm bảo tính khả thi theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc được đơn vị sử dụng lao động cam kết tuyển dụng hoặc có đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm sau học nghề. Đối với lao động nông thôn, người lao động cần có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với người khuyết tật, cần có giấy xác nhận khuyết tật hoặc thẻ xác nhận là người khuyết tật hoặc sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng. Đối với lao động bị mất việc làm, cụ thể trong trường hợp làm việc theo hợp đồng, cần có một trong các giấy tờ sau: quyết định thôi việc, buộc thôi việc, quyết định sa thải, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Trường hợp làm việc không theo hợp đồng, giấy xác nhận của người sử dụng lao động. Trường hợp tự tạo việc làm, giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Câu chuyện xóm làng của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin kính chào và hẹn gặp lại.